tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nơi sẽ diễn ra ngày đại hội giới trẻ trong ngày mai. Hiện tại trong buổi sáng hôm nay, không khí chuẩn bị cho ngày đại hội đang diễn ra một cách rất sôi nổi. Trong buổi sáng nay đã có rất nhiều các bạn trẻ đến để cùng tham gia chuẩn bị cho chương trình đại hội trong ngày mai bằng cách sắp xếp rất nhiều những chiếc ghế trên quảng trường của đại hội. Xin mời mọi người sẽ cùng theo chân mình để khám phá cách mà các bạn trẻ nơi đây chuẩn bị cho ngày đại hội. Hiện tại trên sân quảng trường đã có gần 7.000 chiếc ghế được mọi người sắp xếp một cách ngay ngắn để phục vụ cho mọi người trong đêm hoan ca tối nay cũng như ngày đại hội ngày mai. Tất cả những số ghế trên sân được cố định bằng những thanh sắt và được sắp xếp hàng một cách ngay ngắn, cực kỳ đẹp mắt.